xứ sở gì đâu, nó chán dễ sợ đi. Ngồi ăn là suốt ngày than đi ha. Mỗi mốt của nó vui Bích. Ủa tại Bích không? Ủa đi đâu mới về hả? Dạ Sài Gòn mới về nè. Trời ơi, Sài Gòn mới về, bởi vì ta nói là trắng trẻo đẹp đẽ ghê ha. Trời ơi cảm ơn anh nha. Ủa về gì nào đi nữa? Chắc cỡ 5-6 ngày á. 5-6 ngày hả? Dạ. Ủa anh khỏe không? Anh khỏe, lúc nào anh không khỏe để cho chị Dượng ảnh anh qua mà bánh chơi. Nhớ qua bển chơi nha. Ừ. Dạ. Ủa rồi em về không ai đón hay gì mà đi mình vậy? Dạ trời, ba mẹ em làm đám ở trọng á. Ở chiều nay á, nhà em có cúng nữa anh qua chơi nha. Sao nãy không nói sớm anh chạy xe ra anh đón. Chạy đi vô nắng nôi tội nghiệp lắm. Thôi mất công. Mới đi Sài Gòn về mà. Dạ em đi bộ cũng được rồi, cũng từng tới nhà rồi. Sắp rồi về đi má, về đi ha. Về nhà đi, về tới nhà về đi. Xong ở nhà đây ba mẹ đang đợi kìa ha. Con cái ở nhà đang mong kìa. Về đi ha, được rồi, chào hỏi như được rồi. Thăng nhau lắm rồi, như đủ thăng rồi ha. Dạ. Vậy nha. Ờ, cái vậy gì rảnh thì chị anh rảnh anh qua hỏi thăm chút chị. Nhớ chiều qua anh chơi thấy em rồi, đâu rồi. Bye bye. Trời ơi, ta nói đi làm Sài Gòn về nhìn trắng trẻo đẹp đẽ dễ sợ. Dữ gì sao? Đi làm Sài Gòn rồi trắng trẻo đẹp gái quá ha. Ha. Cái gì bà nội? Cái ánh mắt này nè. Cái ánh mắt nói lên tất cả nè. Cái ánh mắt là nói lên là ông đang có tình ý với nó nè, chứ không có gì hết trơn. Tào lao gì chơi? Nhà tôi đang làm chồng bà luôn á, tôi tình tứ làm cái gì? Chứ nãy tôi không nói ông làm cha tôi. Tào lao. Mà ông làm cái gì hả? Bây giờ nó có đẹp thì cũng kệ đi, tại sao không? Ở vợ chồng nhau được mười mấy năm nay làm chưa bao giờ mà ông khen nó một tiếng nào hết trơn. Bữa nay là khen nó trắng trẻo đẹp gái quá he, đồ các kiểu điểu đồ ha. Biết sao không? Tại vì bà không có được đẹp, cho nên tôi không có điểm nào để khen bà luôn á. Mới nói gì vậy? Mới nói cái gì vậy? Hả? Không. Bà đặt mặt cầm đen đồ, bà đặt cầm mang guốc đồ, kéo vali đồ qua đây làm gì? Tao mới đi ngựa ngựa vậy, kéo vali kệ người ta đi. Ngậm cái miệng lại. Ngậm cái miệng ông lại ha. Ông đừng có biết ngày xưa trước khi quen tôi cưới tôi là ông quen nó nha. Và nó không chịu ông mới cái lấy tôi đúng không? Và nó thì tài chẳng là tôi đang không dòm. Chưa bao giờ mà lấy tôi nào giờ, chưa bao giờ ông khen được một tiếng nào hết trơn á. Ngày xưa còn khen đường câu em dễ thương quá. Là lấy nhau xong là nghỉ khen luôn, nó mất đích luôn tới giờ luôn. Ngày xưa cái câu tôi khen là Khỏi xỉn quá đó. Xỉn quá xỉn quá tôi khen đại không? Hả? Vô mặt cái gì? Đi vô nhà. Tôi mà thấy ông khen một đứa con gái nào mà nữa là ông chết bà với tôi. Chồng với con. Bà đặt mặt nằm đen đồ. Trời xin lỗi cưng nghe chị, mặt nằm lên chị còn hơn cưng nữa. Ô đẹp hơn ai mà mặt xin ghét. Hai anh, khỏe không? Anh ơi. Vô bà làm cho mèo vậy? Em Sài Gòn mới về nè. Sài Gòn gì? Tao láo gì chơi? Mày diễn đúng với cảnh mình là sáng mày gặp Bích rồi tao lẹ lên. Diễn đúng với trang vậy. Là... Tin không? Tao mang qua liền nghe. Sáng gặp Bích hỏi sao? Bây giờ hỏi lại trang vậy. Ui là trời. Hai anh khỏe không? Đứng dậy là sáng đứng mà. khỏe lắm. Không, khúc đầu ngồi không sao mới đứng. Diễn đúng với trang vậy nha. Ủa bà sáng tôi nói gì ta? Là em khỏe không, em đẹp các kiểu đồ, tóc dài đồ thước tha rồi đó, trắng rồi đó. Ừ à. em đi đâu mới về? Em Sài Gòn mới về. Sài Gòn về đi ăn thua gì. Lộn. À, sáng nói gì? Ủa em Sài Gòn mới về hả? Ừ, mới nói gì vậy? À, không, nhầm. Ủa em Sài Gòn mới về hả? Ừ, Sài Gòn mới về. Thì em đi về đi. Ra đây làm gì? Nói chuyện mà. Ôi sao không biết sao? Hả? Ông nói với con nhỏ nào sao? Ê, tôi có một cái làm tới số với tôi. Cái gì vậy? Hả? Cái chồng làm gì vậy? Cái bà tình đó. Ừ, sớm cha chứ gì. Tôi nói bà nghe cái ánh mắt của nó kìa, vô xích vô kìa. Ánh mắt của nó nghe nó nhìn con nhỏ này ha, nó là không chớp mắt luôn. Nó khen nhỏ đẹp rồi trắng các kiểu điểu đồ nhiều thứ lắm má. Ừ. Ừ. Đi là ngày xưa là ổng với lại thằng Bích đó là hai đứa tình gian lý díu. Ê, không có nghe.
có bớt lại nha. Rồi làm gì mặt nó làm gì đứng như nắng rồi kéo cái gì vậy? Ba ly nè. Không, tôi đang diễn lại cảnh mà sáng nó gặp Bích mà. Là sáng Bích nó kéo ba ly gì vậy? Đúng rồi. Ê, rồi cái ba ly đâu? Né. Anh chở lên nhà mà. Dạ, bây giờ không có lâu cái ba ly được không? Ủa mà cái đầm ở đâu ra vậy? Ủa nó biết mua, tôi biết mua hả? Nó có tiền, nó có tiền vậy? Ê, tôi nghe cái đầm giống lắm nha. Ơi. Ê, tính ra hai cái đầm này nó giống thiệt á, nhưng mà nó khác gì cái ngoại hình. Là sao? Là hồi sáng ta trắng trẻo dễ thương lắm, con này trắng được cái mặt không mà. Thôi. Một phát bột chị bóng quy tiêu mày liền nha. Đấy là ném đồ giặt chưa? Giỡn. Thôi mà, bỏ đi. Hồi sáng là ta thì mị lắm chứ không phải gì, diễn là diễn sai. Hồi sáng ta thì mị đất na lắm chứ không có bạo lực như vậy. Ta nhắm ơi, chưa thấy tàn ác chưa? Mày cũng kỳ coi nữa. Hả, có vợ, có con rồi mà hỏi gặp gái thì hỏi kia. Chưa đâu má, ta hỏi thăm thôi. Hỏi tin nhắn nữa ha, lấy nhắn tin với Mít nữa. Vậy hả? Ừ. Nhắn gì? Thì anh em ta hỏi thăm là không được hay gì? Quá chị bắt hỏi thăm rồi. Quá chị bắt hỏi thăm rồi. Quá chị bắt hỏi rồi. Thăm đi. Diễn ly trang vậy cho tôi. Một lần nữa không có là chị thể tới số chị. Nữa hả? À, anh khỏe không? Anh khỏe. Dạ làm ăn sao rồi? Làm ăn cũng bình thường. Để nhẹ nhẹ thôi. Bình thường phải không? Đó. Trời trời dữ gì sao? Trời nắng quá đi về đi, để hồi đen quá công sức kem nó tốn kem nữa. Mày sao đen ngồi mà nó đen không vậy? Không, trời đang nắng thiệt. Anh cảm thấy nắng luôn á. Đi vô đi. Xíu anh nhà anh chơi nha, anh về nha. về đi. Tới xuống mày không. Trời ơi trời ơi là trời hay chồng mày chưa. Như mèo với chuột chứ thôi mà. Trời. Em đi đâu đây vậy? À em lấy một bịch trái cây cho anh nè. Trời anh đang tưới gạo. Dạ. Tưới gạo cho nó tươi tốt cho nó có gì đâu. Trời ơi. Sao mà xe nó không đi mà bơi xuồng quá chứ cho cực khổ vậy? Không phải là xe đạp ở nhà không ạ, nên muốn bơi xuồng cho nó mát xíu đó. Để em xíu. Bơi xuồng. Anh dịnh cho em dùm nha. Bơi xuồng quá, nắng con da hết trơn. Để anh dịnh cho nè bé. Ủa chị Liễu. Ủa. Cất đây. Alo chị ơi. Vậy cho lẹ ha. Ở đó lên được chưa? Từ lên được chưa? Từ rồi nó bước lên nè, Là qua cho trái cây đi ha. Dạ. Rồi cầm một trái cây đi anh, cầm một trái cây đi. Rồi xong đi về đi. Chị. Dạ. Bye bye. Rồi về vô nhẹ nha. Rồi bữa nay qua nhà chị chơi. Dạ. Rồi nhiêu thôi. Đi vô nhà. Là sao nữa vậy? Đi vô nhà liền. Đã cưới cây mà. Cưới cây cưới ơ rồi ha. Nhìn cái mắt ghét rồi. Ê, ta không yêu mà suốt ngày dẻo với mặt chồng ta không à. Hai em Thảo. Ủa, chưa nắng làm gì có con quạ trên cây vậy trời? Con quạ gì? Hả? Diễn đúng cái cảnh bằng Bích nãy đem cái dây vô chồng. Diễn đúng trời. Thôi tới đây là đường ngủ liền. Ê không có đúng được. Tại hồi nãy nó bơi xuồng, con này leo cây là không có đúng. Thì tôi có xuồng tôi bơi đi leo cây được không? Ê bà không có xuồng, bà lội đi. Lội đi, lỡ đúng hơn á. Đè lên. Là sớm. Hai, khỏe không? Em đem trái cây cho anh ăn nè. Không, khúc này anh hết thèm trái cây rồi. Em đem về đi. Bây giờ anh muốn ăn bưởi ăn cam. Nè. Đi mày. Lượm đè lên. Không tới đâu. Rồi làm gì chơi trái cây bạo lực quá vậy? Sáng ta cho trái cây. Nghe nói thèm trái cây dữ lắm mà ha. Ha. Đem quýt, đem ổi, đem bưởi, đem xài qua cho ăn rồi cái kiểu điểu đồ. Thì mấy trái đó cũng ăn được đi, chứ vừa lấy gì ăn. Chạp. Tôi nói với ông sao, là không được nói chuyện với nó rồi. Ủa mắc mới với ông được nói chuyện với bạn bè ta bình thường nói chuyện. Ông Trần không hả? Ông Trần không? Vừa lạnh ông Trần không? Thì ông nói gì ông nói. Ông nói gì ông nói, làm gì căng vậy? Mẹ dính đây luôn rồi chị. Ê. Không chạy đâu hả? Bước ở đây. Chồng với con suốt ngày. Con nói là xong rồi nói chuyện rồi đó. Rồi sao nói chuyện hoài vậy? Thì ông nói. Ông bước ở đây.
Sao hả? Cái gì? Hay là tình cũ rồi nhớ quá, thấm thiết quá rồi bây giờ là bây giờ nó đi giải chảnh về sao rồi muốn quay lại? Hả? Lao lao. Lão ơi. Dù sao thì tôi cũng đã có vợ con rồi nha. Cho chị xin miếng lao đi. Trời đất ơi. Ở đây không có chanh vậy, có con quả đen chứ. Quay vòng chứ con nào là con quả đen? Hả? Con nào quả đen? Gì vậy? Không. Quả đen trên cây hồi nãy nó bay rồi. Mà ngộ lắm, có con quả đột biến chị. Con quả mình đen mà mặt trắng bát trắng tát à, con quả đột biến. Đó gì vậy? Ông đi giấu mặt với tôi nha ha. Con coi đó. Gì đâu? Sao? Làm gì? Ôi ôi, suốt ngày hay con bích con của bà tình về đó. Ừ. Biết mà. Cái phái ha, phái mắt là nhìn nhiều nước miếng ha. Ê, nhỏ đẹp thiệt mẹ. Nhỏ đẹp thiệt. Ôi, luôn á. Đẹp phải gì cũng rồi, mới đi Sài Gòn về trắng tươi ha. Tôi không đẹp cái gì. Mà nói vậy. Đẹp. Ôi, chứ vừa đâu ra vậy? Tôi hái. Bây giờ ha, ông mà nhìn nó một cái thì tôi cuốn đồ đi trong coi nha, khỏi nói nữa. Mày đâu vậy? Nói đi. Để cho xin hai ta, hai cho chanh nha. Giờ gì nó hở ghen tu mày, sáng bích về tôi hỏi sao là đâu ghen mày với bích, hở ghen tu tới giờ luôn á. Không mặn bích đẹp ha, thì đúng rồi đẹp nè, cái tươi ha. Mày đẹp không? Không không đẹp, đẹp không? Thua mày, đẹp thua mày, đẹp thua mày, thua vợ tôi à. Phải không? Ừ phải vợ tôi là nhất, vợ tôi là đẹp nhất, nhưng mà mặt hơi trắng chứ. Thôi trắng đẹp, đúng rồi, đúng trắng rồi. Đẹp ta trắng nguyên mình, vợ mặt trắng không à. Đúng rồi. Ông nói mặt trắng hả? Hả? Ở đây mặt trắng, bây giờ giữa tôi và mít coi nào đẹp hơn. Hay vậy chồng mày vẫn vui thiệt chứ chồng. Thì vợ tôi là phải đẹp hơn rồi. Nhắc chưa? Ừ, chắc rồi. Vợ tôi lúc mày đẹp hơn, đẹp. Đúng không? Mày đẹp hơn. Đúng rồi, vợ tôi là phải đẹp. Cái xúc cái kem gì mà cái mặt trắng tươi mình. Vô ra cắm ngửa cơm. Rồi. Em xin thấy cái chanh đi. Không có chanh, có tắt rồi lấy đỡ đi. Em thấy nha.